Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người dòng son Romain Royal Velvetin. Ở video son tông đất bát ba thì mình đã có một swatch một màu 06 của dòng son này rồi. Hôm nay thì vừa được hãng gửi tặng full bộ màu son nên là đã có thể swatch cho mọi người cả bảng màu rồi. Mọi người đừng quên là video này thì mình sẽ có một cái giveaway cho mọi người nên là mọi người phải xem đến hết video nha. Giờ thì chúng ta phải vào phần swatch cận môi luôn thôi. Đầu tiên là màu 01, tông màu hồng san hô, thích hợp với các cô nàng bánh bèo, nhẹ nhàng. Tông son này thì cũng sẽ kén da, chỉ phù hợp với các cô nàng có tông da trung bình, sáng cho đến sáng thôi nha. Màu son này thì mình nghĩ là mọi người nên cần kết hợp với make up một chút để không bị xỉn màu da nha. Kế của dòng son này nhìn đơn giản nhưng mà đẹp, thân son vỏ nhám nhìn thấy màu son bên trong. Thân son thì có một mặt in tên dòng son và một mặt in số và tên của màu son. Nắp son trắng đục và có in tên hãng vòng quanh nắp son ấy. Cọ đánh son là kiểu vắt nhẹ một bên quá quen thuộc rồi, thỏi son cầm nặng tay chắc chắn. Nói chung là mình không có điểm gì để chê cả. Tiếp theo 02 là một tông màu siêu lạ, có đỏ, có cam, có hồng và cũng có cả đất. Hay là gọi đỏ san hô đất nhỉ. Tông màu này vừa đẹp vừa lạ, tôn da và không làm xỉn men răng, dễ sử dụng và không kén tông da nha. Tiếp theo là về chất son, như mình đã mô tả ở video son tông đất, mình siêu thích chất son này, màu lên đậm từ cái quẹt đầu tiên, son lướt trên môi rất là mịn, cũng dễ tan màu nữa. Chất son này cực kỳ thích hợp cho kiểu đánh lòng môi kiểu ombre đang hot hiện giờ. Hiệu ứng của son là kiểu hiệu ứng lì mà mình rất là mê, lớp son trên môi mình lì nhưng mà lại làm không làm lộ vân môi của mình, cũng không làm môi của mình bị nặng hay là không bám chặt vào môi như các dòng son kem lì khác. Chất son này thì kiểu như là được kết hợp giữa hai chất son kem lì và kem Velvet, cảm giác mềm mịn nhẹ môi của Velvet và lớp finish lì như son kem lì, đúng thực sự là nhìn như một lớp son mờ ảo được photoshop trên môi mình vậy. Đây thực sự là một điểm cộng cực kỳ lớn của dòng son này. Màu 03 mà mình đang swatch đây thì là một tông màu đỏ lạnh mà chắc mình không cần ca ngợi quá nhiều nữa rồi. Đánh lòng môi thì sẽ có bay hồng, còn đánh phun môi thì sẽ lên chuẩn đỏ lạnh và làm trắng da, trắng răng cực kỳ luôn, phù hợp với tất cả các tông da luôn. Đối với mình thì chất son này có một điểm trừ duy nhất, đó chính là có những hạt bột li ti, nhìn kỹ cận môi sẽ thấy. Nhưng mà có một điểm hay là những hạt bột này siêu siêu nhỏ và mịn, cũng không phải kiểu lợn cợn khó chịu đâu, nên là mình vẫn rất là thích cái chất son này. 04 là một tông màu hồng đất thiên về tông lạnh nên là cảm giác màu sẽ hơi bị ánh tím. Tông màu này thì cũng rất là đẹp, phù hợp với cả make up nhẹ nhàng cho đến những make up look cá tính ấn tượng. Bàn một chút về độ bám màu thì dòng son này có thể bám màu lên tới khoảng 5 hoặc là 6 tiếng nếu mà các bạn không ăn uống hay là va chạm nhẹ thì son sẽ có dây ra, vì đây không phải là kiểu son bám chặt vào môi. Ăn một bữa lớn thì sẽ trôi hết lớp son. Điểm cộng nữa là dòng son này sau khi trôi lớp son đi thì sẽ không bị bay màu hồng tím. Son thì có mùi sáp nhưng mà nhẹ thôi nên là mình nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu, nên là các bạn không phải lo nha. 05 là một trong hai tông màu hot nhất của dòng son này, đỏ cam gạch siêu trend, dễ sử dụng, chẳng cần phải make up gì cũng có thể sử dụng được và tông da nào thì cũng có thể rước em này về nha. Son này thì hiện cũng đang được bán rất là nhiều tại Việt Nam với giá dao động khoảng 150.000 cho đến 230.000. Mình sẽ để link mua hàng Romain chính hãng của Việt Nam ở dưới phần mô tả cho mọi người nha. Với cái giá thành này thì mình cảm thấy thực sự rất là hợp lý cho dòng son này. Mình thực sự rất là thích từ thiết kế cho đến mảng màu son và cho tới chất son luôn. Mình xin chấm bạn này 9,5 trên 10 điểm, siêu thích luôn. 06 là tông màu cuối cùng và cũng là tông màu hot nhất cả bảng màu, mình cũng đã soát rồi đó. Tông đỏ nâu này thì có 50% đỏ và 50% nâu, không có cam và rất rất là đẹp, không một khuyết điểm gì cho màu son này luôn. Đây thì cũng là tông màu mà mình thích nhất. Dòng son này thì có để mấy tiếng thì mình cũng không cảm thấy bị khô môi hay là nặng môi gì cả, nên là mình nghĩ các bạn môi khô cũng có thể sử dụng được, trừ cái là nếu mà môi bạn đang có da chết ý, thì nên tẩy da chết thật là kỹ thì có thể đánh lớp son sẽ được đẹp hơn. Nếu không thì những cái lớp da chết thì màu son nó sẽ bám vào đấy, nhìn nó rất là xấu. Như mọi người cũng biết thì mình có rất là nhiều màu son và mình cũng không thể dùng hết được, nên là hôm nay mình sẽ giveaway 10 thỏi son mà mình đã từng swatch, chỉ swatch một lần thôi và chưa sử dụng lại. Tại vì cũng không phải là không thích mà là không có dịp để sử dụng lại ấy. Tại vì
Mình có rất là nhiều son mà, nên là mình sẽ soát cho mọi mình sẽ giveaway cho mọi người. Và giveaway này thì sẽ được thực hiện trên Instagram của mình, nên là mọi người hãy check phần mô tả để vào cái link đấy rồi chơi giveaway nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Đừng quên like, subscribe kênh channel YouTube của mình nha. Bye bye.